Chào bình minh hoa ban mai là lời. Thân ái chào quý khán giả của đài VNA TV tại thủ đô Sài Gòn, Little Sài Gòn của miền Nam California trên băng tầng 57.3, miền Bắc California trên băng tầng 16.10 và Houston, Texas trên băng tầng 27.4. Đây là chương trình Good Morning Việt Nam America và chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi luật sư Đỗ Thái Nhiên. Trước hết kính chào luật sư Đỗ Thái Nhiên. Tôi Đỗ Thái Nhiên trân trọng kính chào quý giả Dương Miên, trân trọng kính chào quý khán thính giả San Jose 16.10, Houston 27.4, Nam California 57.3. Chúng ta Dương biết là trước 75 và mãi cho đến bây giờ mỗi lần nói tới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, Cộng sản Việt Nam dùng chữ ngụy quyền. Tuy nhiên sau 30 tháng 4 toàn thể dân chúng Việt Nam, đặc biệt là người dân miền Nam Việt Nam có dịp tiếp xúc, có dịp bị cai trị bởi chế độ Cộng sản Việt Nam thì chúng ta càng ngày càng thấy Cộng sản Việt Nam đích thực là một chế độ gọi là ngụy quyền. Tất cả những cái gì Cộng sản Việt Nam đều làm giả. Bây giờ trong cái phạm vi luật pháp thì sau tháng 2 năm 86 tôi mới rời Việt Nam, cho nên tôi đã có dịp ở tại Sài Gòn chứng kiến cái sự việc Cộng sản Việt Nam lấy hình luật là luật hành chánh, luật dân luật của Việt Nam Cộng Hòa, chế biến một vài chữ để sử dụng gọi là luật pháp của Việt Nam Cộng sản. Mở đầu thì Cộng sản Việt Nam, ý tôi muốn nói tòa án vẫn đội nón cối, áo sơ mi ngắn tay, bỏ ngoài quần cái quần rộng thùng thình, chân mang đôi dép râu, đó là sắc phục của tòa án Cộng sản Việt Nam ngay sau 30 tháng 4 75. Tuy nhiên bây giờ thì Cộng sản Việt Nam mặc áo đen nghiêm trang giống như mọi tòa án khác. Quýnh thưa quý vị, chúng ta đừng quên rằng cái chiếc áo đen ở tòa án là nó bắt nguồn từ sự tích là trước khi thế giới có những hệ thống tòa án như hiện nay thì mỗi lần dân chúng gặp chuyện bất hòa, xung đột thì dân chúng vào nhà thờ, vào các nhà dòng nhờ các linh mục phân xử. Nếu cái linh mục phân xử mà không hài lòng thì nhờ đức cha tiếp tục phân xử. Từ đó khi mà cái số công việc tranh chấp lên quá nhiều thì bên Tòa Thánh Vatican mới quyết định giao cái quyền xét xử đó lại cho một nhà cầm quyền bình thường. Và để giữ cái không khí nghiêm trang, độc lập của tòa án thì các luật sư, các tòa án là mặc áo đen. Anh Việt Cộng là đánh phá tôn giáo vô cùng tàn nhẫn, đặc biệt là đối với Thiên Chúa giáo. Nhưng bây giờ anh cũng lấy áo của linh mục để mà mặc vào trong các cái phiên tòa. Cái áo mà giới gọi là thẩm phán của Cộng sản Việt Nam mặc bây giờ là sự nhái theo cái áo của các linh mục Vatican hồi xưa. Đó là một cái sự ngụy tá đầu tiên. Cái sự ngụy tá mới đây nhất là bên phía Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Cộng đang tính cái chuyện lấy tên của một ông vua gọi là vua Lý Thái Tông. Lý Thái Tông ra đời năm 1028, mất năm 1054. Ông Lý Thái Tông này có húy là Phật Mã Đức Chính, vị hoàng đế thứ hai của nhà Lý, được vua cha là Lý Thái Tổ rèn dạy để trở thành một trong những vị vua hào hùng rất là xuất chúng trong cái việc điển chế một số luật pháp cho Việt Nam cũng như những thủ tục xét xử tại Việt Nam v.v. Vấn đề không phải là nên chọn vua Lý hay là bất kỳ một vị vua nào khác. Vấn đề là cái áo không làm nên thầy tu
dù Cộng sản Việt Nam có chọn một danh nhân nào đi nữa làm biểu tượng cho ngành tư pháp Việt Nam, thì cái sự thối nát của ngành tư pháp Việt Nam không vì cái sự tôn xưng một cá nhân nào mà nền tư pháp của Cộng sản Việt Nam trở nên trong sáng. Ngược lại, sự việc mà Cộng sản Việt Nam toan tính lấy danh nghĩa vua Lý Thái Tông để làm biểu tượng cho nền luật pháp Việt Nam, nó là một điều sỉ nhục đối với vua Lý Thái Tông, bởi vì luật pháp Việt Nam là một luật pháp tồi tệ hàng nhất thế giới. Luật pháp Việt Nam, nói tới luật pháp Việt Nam, người ta nhớ tới luật an ninh mạng, bóp chặt quyền tự do ngôn luận, quyền tự do diễn đạt tư tưởng của người dân, luật bầu cử gian lận, đảng cử gian bầu, rồi luật đất đai. Nói là luật đất đai nhưng mà đó là một cái luật tịch thu toàn bộ đất đai của toàn dân. Rồi Cộng sản Việt Nam cũng ngụy trang thêm một lần nữa, thấy các quốc gia tự do dân chủ có tam quyền phân lập, hành pháp, luật pháp, tư pháp. Cộng sản Việt Nam cũng chế ra hành pháp là chánh phủ, lập pháp là quốc hội, tư pháp là tòa án tối cao. Tuy nhiên, hành pháp, lập pháp, tư pháp đều nằm trong tay của Đảng Cộng sản Việt Nam, không hề có tam quyền gọi là phân lập, đó là sự ngụy trang. Một cách trớ trêu hơn nữa, cán bộ Cộng sản đã không ngần ngại tuyên bố trước công chúng rằng nếu đảng làm sai thì đảng xin lỗi, còn nếu quần chúng làm sai thì quần chúng sẽ bị đảng truy tố ra trước tòa án, vân vân và vân vân. Tất cả những sự việc vừa rồi cho thấy rằng hệ thống tòa án Cộng sản Việt Nam là hệ thống tòa án được nhái theo thôi tòa án và luật pháp của các quốc gia văn minh, nhưng mà trong cốt lõi nhân sự của tòa án Cộng sản Việt Nam là vừa không có trình độ văn hóa, không hiểu biết gì về luật pháp, và đặc biệt tham ô nhũng lạm bậc nhất thế giới. Vì vậy, cái sự việc bên tòa án tối cao của Cộng sản Việt Nam đề nghị lấy hình tượng của vua Lý Thái Tông làm biểu tượng cho nền luật pháp Việt Nam đã bị người Việt trong và ngoài nước viết những bài hoặc là chê trách lãng phí hoặc là châm biếm. Đây là một cái hiện tượng quái gở, một nền tư pháp gian dối, muốn dùng cái vỏ bề ngoài, muốn dùng cái uy tín của nhà vua Lý Thái Tông để đưa cái nền tư pháp Việt Nam lên, nhưng mà đưa lên kiểu đó là hoàn toàn thất bại, bởi vì thế giới bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, không riêng gì tư pháp mà toàn bộ guồng máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam là một guồng máy hoàn toàn ngụy trang. Cảm ơn luật sư Tô Thế Diện. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ báo một cái tin vui nữa là nước Mỹ, nước Đức không chịu thua nước Anh. Có vaccine mùa thu này. Chúng tôi trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo.